Xin chào các bạn, hôm nay bạn trẻ TV sẽ cùng các bạn tìm hiểu về con lười, loài vật được mệnh danh là vua lười của thế giới động vật. Lười hiện tại có họ hàng với loài lười mặt đất là loài lười cổ đã bị tuyệt chủng. Chúng không có răng nanh, sống trên mặt đất và có quan hệ họ hàng với loài lười ngày nay. Lười mặt đất có bộ móng sắc nhọn có thể đứng thẳng bằng hai chân sau. Chúng dài gần 6 mét và có trọng lượng 4 tấn bằng trọng lượng của một con voi châu Phi. Lười mặt đất là động vật có vú, di chuyển chậm chạp và ăn cỏ. Các móng vuốt sắc nhọn giúp nó có thể bám vào cành cây móc lá để ăn. Những con lười đang sống trên cây hiện nay là hậu duệ của loài lười có vú, thân hình khá lớn. Khi thực phẩm trên cạn không còn phong phú thì những con lười cổ xưa này bắt đầu lần mò ra biển để tìm thức ăn. Khi khan hiếm thức ăn, những con lười xưa có thể lặn xuống biển để nhấm nháp rong cỏ ở vùng nước nông rồi sau đó có thể lội biển xa hơn và lặn sâu hơn. Tuy nhiên, loài lười không chuyển hẳn sang sống môi trường biển mà đó chỉ là giải pháp tình thế khi khó khăn. Như tên gọi của chúng, lười khá lười biếng, lười sử dụng ít năng lượng, động tác của nó lúc nào cũng chậm đến mức như bất động và hòa mình vào môi trường. Khi dịch chuyển trên đất, tốc độ nhanh nhất mà nó có thể đạt được là 160 m/giờ. Động tác của nó trông giống như kỹ thuật chiếu chậm được dùng trong điện ảnh. Nó chậm đến nỗi cây cỏ cũng có thể mọc trên người nó. Hệ tiêu hóa của nó cũng chậm tương đương như cơ thể nó. Thỉnh thoảng, lười cũng bỏ xuống đất đi tìm nước uống và đi vệ sinh. Nhưng rất ít. Một tuần nó xuống đất một lần để loại bỏ chất thải. Chúng lười biếng đến nổi, có nhiều con lười khi chết rồi nhưng cơ thể vẫn treo trên cây không rơi xuống đất. Ngón chân con lười cong vào sẵn để treo mình lên cây và không cần bám vào bất cứ vật gì. Chúng chỉ cần móc móng vuốt qua cành cây. Lười có cấu tạo 3 đốt xương phụ ở cổ và các cơ quan nội tạng có cấu tạo đặc biệt nên chúng có thể ngủ với tư thế treo mình và để đầu lên ngực trong một thời gian dài. Chúng là con vật thích nghỉ ngơi nhất. Một ngày chúng có thể ngủ hơn 20 giờ. Các loài khỉ thỉnh thoảng còn trải lông cho nhau. Lười thì không. Thậm chí, trên lông của chúng bị rong rêu bám đầy, chúng cũng không quan tâm. Khi sinh con của chúng cứ việc nằm và ngủ trên bụng con lười mẹ. Và cả ăn, và đi vệ sinh ngay trên mình mẹ nó. Khi những cánh rừng bị ngập nước, chúng cũng có thể bơi đi tìm cành cây khác. Nhưng cũng rất hiếm. Tuy vậy, đôi khi hình ảnh đặc trưng về loài sinh vật lười biếng hầu như ngủ suốt ngày cũng có thể thay đổi. Thay vì ngủ nướng hơn 16 tiếng mỗi ngày như quan sát thấy trong điều kiện nuôi nhốt, thì các con lười trong tự nhiên lại ngủ chưa tới 10 tiếng. Các con lười chỉ ngủ 9,6 tiếng mỗi ngày, chúng có thể vẫn chậm chạp về tốc độ di chuyển nhưng về giấc ngủ thì chúng không hoàn toàn bất thường. Những con vật được nuôi nhốt thường ngủ nhiều hơn do chúng đã được thỏa mãn mọi nhu cầu. Chế độ ăn của con lười rất kém đa dạng về mặt dinh dưỡng. Cùng với đó là sự chậm ít di chuyển để tìm kiếm thức ăn. Bởi vậy chúng cần dạ dày có kích thước lớn và có nhiều buồng để có thể chứa được nhiều thức ăn. Con lười có thể mất đến hàng tháng trời để tiêu hóa hết một bữa ăn, và nó cần một lối sống ít hoạt động để giữ cho việc dị hóa năng lượng ở mức càng thấp càng tốt. Điều này thường làm thân nhiệt của con lười hạ xuống rất thấp. Khi thân nhiệt xuống quá thấp, hệ vi khuẩn đường ruột của chúng sẽ dừng hoạt động, đồng nghĩa với việc dù đã ăn đủ cho cả tháng trời. Nhưng con lười vẫn có thể chết vì đói, bởi thức ăn trong đường tiêu hóa của chúng không hề bị tiêu hóa. Con lười có nhiều yếu tố thú vị hơn bạn tưởng. Người to nhưng cậu nhỏ tí hon. Thật vậy đấy. Nếu như kích cỡ quyết định bản lĩnh, lười được sẽ là loài kém cỏi nhất. Trên thực tế, các chuyên gia nghiên cứu về con lười đôi lúc cũng cảm thấy đau đầu, không biết đó là được hay cái vì cậu nhỏ gần như mất tích. Hơn nữa, ngoại hình của chúng gần như tương tự nhau, nên lại càng khó phân biệt. Tuy nhiên, con lười cũng là minh chứng cho câu nói nhỏ mà có võ. Dù cậu nhỏ có phần khiêm tốn, nhưng mỗi lần làm chuyện ấy của chúng kéo dài tới nửa tiếng lận. Lười có một khả năng mà hiếm động vật nào có được. Đó là chỉ tiểu và đi nặng một lần một tuần. Quả là một con số khó tưởng tượng với chúng ta, nhưng với lười. Đây là điều rất bình thường. Mỗi khi phải đáp trả tiếng gọi của sinh học, chúng lại phải bò xuống đất và tìm chỗ. Đào hố cho lịch sự rồi mới giải quyết. Tuy nhiên đây cũng là khoảng thời gian nguy hiểm nhất, vì chúng phải phơi mình cho những kẻ săn mồi ngoài tự nhiên là rắn. Đại bàng. Báo đốm. Tuy nhiên, bất lợi này lại là may mắn cho các loài khác. Vì một lần xả kho, lười có thể thải ra một lượng phân bằng 1/3 trọng lượng cơ thể. Một con lười có thể nặng từ 6 đến 10 ký, tức là lượng phân chúng xả rơi vào khoảng 2 đến 3 ký. Thử tưởng tượng nếu con lười trở nên lười hơn nữa. Xả luôn từ trên cây và không may rơi vào đầu một con vật khác thì quả là bi kịch. Cả cuộc đời mình, lười rất ít khi tự vệ sinh cơ thể. Lớp lông dính đầy đất cát. Thậm chí đôi khi có cả rêu và tảo mọc trên đó là vỏ bọc hoàn hảo giúp chúng giấu mình. Với đặc tính này,
chắc hẳn giang hồ phải quỳ lệ vì mùi hương của chúng nhỉ. Thế mà chẳng phải đâu. Thật ra chúng không hề bốc mùi, cũng không toát mồ hôi. Và điều này có ý nghĩa rất lớn khi giúp chúng tránh được khả năng đánh hơi của những loài ăn thịt. Lưỡi có thể quay đầu 270 độ. Nhiều nhà khoa học từng tìm cách lý giải điều này, và họ từng đặt giả định khả năng này có được do chúng có thêm một đốt sống so với các loài thú khác. Nhờ vào đó, lưỡi có thể nắm được tình hình xung quanh một cách khá bao quát mà không cần phải tốn nhiều năng lượng. Chúng đôi khi vẫn ôm chặt vào cành cây khi đã chết. Không chỉ là tập tính, mà mọi thứ trong con lưỡi đều chậm, mà ví dụ tiêu biểu nhất là hệ tiêu hóa của chúng. Con người mất khoảng 1 đến 2 ngày để cơ thể hấp thụ xong dưỡng chất của một bữa ăn. Còn với loài lưỡi, muốn tiêu hóa hết vài chiếc lá, chúng cần khoảng 30 ngày. Hệ tiêu hóa của các loài ăn cỏ hoạt động rất khác loài ăn thịt hoặc ăn tạp như chúng ta. Để tiêu hóa được cellulose trong thực vật, dạ dày loài ăn lá phải có một hệ các loài vi sinh vật cộng sinh. Các vi sinh vật này phân giải lá cây, tạo ra dinh dưỡng cho lưỡi sử dụng. Bù lại, cơ thể lưỡi chính là chỗ trú ngụ cho vi sinh vật. Người ta lý giải hiện tượng bụng no chết đói này xảy ra do nhiệt độ cơ thể lưỡi xuống quá thấp. Các vi sinh vật không thể hoạt động trong điều kiện lạnh như vậy, ngừng việc tiêu hóa lại. Lười do đó không có dinh dưỡng mà mất mạng. Quả thật xứng danh vua lười phải không nào? Hy vọng những thông tin trên hữu ích với các bạn. Hãy nhấn like và đăng ký để xem tập tiếp theo nhé.